Giờ các bác anh em đã quay trở lại với kênh của JK Audio chúng em. Trên tay em đang là chip đẩy liền vang X7 Pro. Và đây là đơn hàng của anh Hứa, anh ở Nghệ An. Đây, đơn hàng của anh Hứa cũng đã được ra đơn và anh đã cọc và cho bên chúng em một số tiền và một cấu hình combo rất là VIP. Một chiếc đẩy liền vang X7 Pro DAC phiên bản cao cấp nhất năm nay này. Đi kèm với nó là một đôi loa, các em nhìn đôi loa. Đây là đôi loa cũng như là một trong những đôi loa khủng nhất trong dòng loa cây Bát 40. Có kích thước đường kính bát lớn này, lên đến 40 này, đơn bài tầm dầu cho ra những tiếng bát uy lực mạnh mẽ. Về giải trung âm thì được trang bị 3 con trung trầm, đi kèm đó thêm 3 con trung cao nữa, chúng ta sẽ có 6 trung, 3 trung trầm, 3 trung cao. Về chép thì riêng phiên bản này thì được trang bị một con siêu chép đầu đạn hỏa tiễn và ngay phía sau nữa. Đây, cố gắng di chuyển cho anh em xem, bát rất là to nên là việc mà di chuyển đi di chuyển lại rất là khó khăn. Phía dưới là cầu chặn, còn chép thì nó sẽ nằm ở phía bên trên, một cái siêu chép phía bên trên và cộng với hai lỗ thông hơi. Kích thước chiều cao của cặp này lên đến 120, nghĩa là rơi vào 1m2 và kích thước cực kỳ hầm hố. Có cái những cái màu, cái điểm nhấn của nó là những màu vàng gold rất là sang trọng như thế này. Ngay ở phía bên này thì em đang để chứ là đang để nguyên tấm mê căng, bằng giả lụa màu đen rất là sang trọng và cao cấp như thế này. Đi kèm với trong gói combo này thì có thêm là bộ mic không dây với kèm 321. Về kết nối của một bộ dàn âm thanh như thế này thì nó rất là đơn giản, ở chỗ là anh Hứa và toàn thể các anh em đang được xem cũng như anh Hứa chốt cho mình cái con đẩy X7 Pro DAC, thì cái việc mà kết nối tất cả hệ thống âm thanh của nó trên X7 hay là bất cứ một dòng đẩy liền vang X22, X23 đều rất dễ cần kết nối nhá. Đây là hệ cầu chạm đưa ra để đưa cái tín hiệu khi mà đã được qua phần khuếch đại công suất lên ở kênh A và kênh B riêng biệt, nên anh em đấu có thể đấu là hai cặp này đấu một chiếc loa, hai cặp này đấu một chiếc loa, đỏ tương ứng như là dương, đen tương ứng như là âm. Phía bên này chúng ta sẽ có đường vào như đường CD, DVD, AC3 để đều là đường vào, còn duy nhất một đường output, đường link, đường line ra thì là đường này đường xuất ra nhé. Các anh em có thể cắm vào cục loa trầm điện hoặc cắm theo một thiết bị khác nữa. Hai đường mic vào đây ạ. Tí nữa khi mà các anh em phối ghép với TV thông minh thì đa phần sẽ lấy tín hiệu qua đường cổng quang thông minh này. Đó, em sẽ đi vào kết nối để test thử bản nhạc và lên một chút karaoke cho anh em trải nghiệm về cấu hình combo C15, một dòng loa cây khủng. Anh Hứa đã đặt bình xịt nào cho anh em test thử một bản nhạc với những bản nhạc có những tiếng bass sâu và chắc như những dòng nhạc điện tử, để thấy được là việc mà chiếc đẩy X7 Pro DAC đánh với một cặp loa 340 nó khủng như thế nào nhé. Tôi ở miền xa, trời quen đất lạ, nhiều đông lắm hạ, đôi tiếp đi qua, thiếu bóng đàn bà, đời không dám tới, đành viết cho tôi, nhạc tình sao lắm nơi, đơn vị thường thi, nằm trên đất trong hoài hồng, tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt đẻ, người nâng linh khổ biết với
câu ca vì tiếng hay thiên tha. Xin lỗi vì em buồn ngàn bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó câu thôi. Đến với tôi, hãy đến với tôi, đừng yêu mình bằng lời. Ôi, em cứ test thử một đoạn karaoke gửi đến với em cái khả năng trình diễn của đôi loa và bộ đầy cái bộ mic 321 và cái cự ly như bạn khoảng cách em ngồi rất là gần loa, em ngồi cực kỳ gần loa và thậm chí em đứng rất là sát loa đây. Cái việc mà nó sẽ giúp cho anh em hát karaoke có nhiều cảm xúc hơn đó là chống hú tốt, âm sắc hay. Ok, em sẽ khép lại video đây. Gửi lời cảm ơn đến các anh em đã yêu mến ủng hộ Di Trang của em, và xin gửi lời cảm ơn đến các khách hàng rất là yêu quý anh Nguyễn Đình Hứa ở Hưng Nguyên, Nghệ An. Cảm ơn anh rất là nhiều, một cấu hình combo rất là vip này.